Ôi giời. Luyến, dậy đi. Hơn 3 tiếng rồi đấy. Dậy đi. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi ra trong hàng đó chị. Chị đi mấy mối mới. Chị ơi. Gì? Hàng nay nhập nào chị? Thì vẫn thế. Chị gọi điện cho chủ hàng rồi. Lát ý, hàng về nó sẽ mang thẳng vào đây cho mình. À, không được chị ơi. Chị quên được trước nó cho mình mấy cái thùng hàng kém chất lượng à? Để em ra nơi biết được. Thì chị cứ lo mày mệt. Chứ nếu mà ra được thì tốt quá. Không có chị em mày ra. Này, nhưng mà nhớ nhá, lấy đủ số lượng cho chị, cân kiếp cho nó đàng hoàng vào, ghi chép cẩn thận rõ chưa? Mà này, nhớ bắt cái thằng chủ hàng ấy, nó ký vào nhá. Ồ, ngày nào cũng ở đây công việc, chị phải dặn em. Mày, nhớ nhớ, quên quên. Mày, ta nhắc không thừa đâu. Đấy, ngược rồi cái kia. Vâng. Luyến, em là người hiểu chuyện, nhưng chị muốn em rạch ròi giữa việc riêng của em và công việc của chị. Cô Bình ơi, gà máy tơ của cô đây. Em xin. Ờ, trứng non của em đâu? Bây giờ gà mới gãy ổ. Còn bộ lòng mề nữa. Thì chết rồi, cái lão nhà tôi nó lại quên mất rồi. Chị Oanh này. Hả? Chị có tin là trên đời này có luật nhân quả không? Thế là thế nào? Đấy, có cái loại suốt ngày đi trèo kéo đàn ông, rồi cuối cùng chính chồng mình lại bị con đàn bà khác trèo kéo. Rồi ôi, luật hoa quả không trừ một ai cả. Đấy, nhục nhã chị nhờ. Này, mày bóng gió gì ai đấy con kia? Ta nói mây, nói trời, chứ ta nói chó gì ai. Con nào có tật con ấy giật mình đúng không chị? Hai cô thì vui thật ấy. Cái chợ này mà không có hai cô, buồn chết đi được ý. Trời ơi, cứ làm như là cao giá lắm ý. Ở cái chợ này này, ai chả biết chuyện của nó. Thôi, tôi đùa vậy thôi. Chứ bạn hàng với nhau, ai thế? Bạn đó, chị nhìn cái mặt em đây này, nó đánh em như thế này. Rồi chị nhìn sang cái mặt nó xem nó kênh kiệu được với ai. Trời ơi. Thôi, cô cho tôi xin tiền đi, nhanh nhanh. Đấy, cũng là vì tiền mà giả nghèo, giả khổ, giả nai, giả tơ. Suốt ngày đi nói với thiên hạ, nào là chồng chết sớm này, nào là một mình nuôi mẹ chồng này, để cho thiên hạ người ta đồng cảm, người ta thương. Rồi để cho cái đám đàn ông nó cứ lê ta lê te như là đám gà trống đi săn một con gà mái ấy. Săn sói rỉa, rói mãi rụng hết cả lông, bây giờ trụi như con gà này này chị này. Thôi. Thôi. Tuổi ngoại tứ tuần, nhan sắc thì hạn chế, tính khí vô duyên, cứ bảo làm sao mà ma nó không thèm rước. Này, đây không mồi chài nhá, mà đây giữ giá nhá. Giá à? Giá gì? Ui. Thân là cú mà ngỡ mình là công à? Cả đời ở không, chả có thằng cha thèm ngó. Giá lắm nộp à? Còn hơn cái loại như mày, đấy, có chồng mà nó chồng chán, chồng chê, nó bỏ đi 5 năm bây giờ nó mò về. Vừa về cái nó tích đi nó đi luôn đấy. Ôi giời ơi. Này con vẹt. Dạ? Ra tao bảo. Đi đây. Ôi dạ? Thôi. Mày có thích đổi món không? Món gì? Mày có thích tao kỷ niệm nguyên quả sầu riêng giữa bạn được không? Bà thách mày đấy. Tao thách đấy. Đọc vào người tao đấy. Mày đọc vào người ta cho mày lên phường ngồi lại ngay nghe chưa? Đơn vẫn còn ở trên đấy chưa giáo mực đâu con ạ. Mày làm gì tao? Mặt tao đây này. Thôi. Nể cô. Thôi nể cô. Bỏ qua đi. Cô Bình, cho tôi xin tiền đi. Khiếp, tôi sợ hai cô quá đi. Bà đi về lấy đủ bộ lòng mề cho tôi ra đây rồi lấy tiền nhá. Ôi trời ơi, tôi tưởng động vào con này là dễ à. Này, thịt con này dai lắm, không dễ ăn như con gà mái to này đâu nhá. Giúp người ta một tí thì chết à? Đàn ông là nàng,
Bảo sao vợ nó bỏ. Này, con lươn lươn kia, tao đang bận ăn bánh kia, mày có đụng chạm gì đến mày đâu. Hả? Cái con chồng bỏ kia. Anh Liên, Liên để anh. Tại sao em lại đầy đạo tuấn thông ngọc ngà của em thế này? Em chỉ cần hô lên một tiếng thôi sẽ có một chàng trai cao to đẹp dai giúp đỡ em. Anh Nhật nay đổi nghề à? Đâu, anh vẫn bong bóng thối mà, tức là thổi bong bóng đấy. Nhưng mà luyến cần là anh có, mà luyến khó có anh ngay. Em chả dám phiền anh Nhật đâu. Sao giọng nó lại xa cách thế? Mà em là đàn bà con gái nhá, em cứ làm nặng thế này ấy, nhan sắc nó xuống nhanh lắm. Em á? Em làm gì có nhan sắc mà sợ bị xuống.